chẳng hiểu. Ghê một trâu. Gọi TikToker đấy, được chưa? Mắt điệp đâu? Uống rượu sáng để thành công. Nói lại. Uống rượu sáng để thành công. Không trách từ xưa nhờ mình không uống rượu sáng không nên thành công. Chỉ nát thẳng thôi. Không uống rượu sáng thì không nói nhiều được. Ngon. Cho anh đi đáng. Em dạy tôi bảo dậy sớm để thành công. À quên, uống rượu sáng để thành công. Nhưng từ trước giờ em tôi cuối năm anh em tôi làm cái tí cho đỏ. Mời anh em nhá. Anh em nào ở gần thì tạt qua. Không thôi. Nhưng mà đừng nói ai. Biết vậy đừng nghe. Thằng Hâm đừng rót đầy vậy. Ở thì anh bảo ấy cái gì nữa. Thằng này không biết rót. Đấy cho nên là nó không biết cách uống kiểu anh em mình trong kia mà. Nốt nửa thôi. Một đợt này thôi. Nửa thôi. Nốt hai hớp rồi. Không, tự nhiên em cứ làm hơi vậy thì phải. Ừ. Uống này là nó cái mùi nó xộc lên mũi là nó ngáng, đúng không? Lại đã đổ qua này. Cái này bắt vào đâu anh nhỉ? À bắt vào đây. Đấy. Tiết ăn sau đúng không? Nào kết thúc cái năm cũ đấy. Tháng năm mới chúng ta phải duy trì uống rượu sáng để thành công. Uống rượu sáng để thành công. Ô bằng này là đứt luôn thành công. Các bạn nhé.